Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án Unlab. Đây là một dự án rất là mới và dự án này thì theo tôi thì đây là một dự án mà rất là tiềm năng. Về hiện tại thì dự án thì đang trong giai đoạn đó là ICO và thời gian kết thúc ICO còn 73 ngày 6 giờ 51 phút nữa hoặc cho đến khi các mã bán khả dụng được bán hết. Hiện nay thì số tiền thực tiễn huy động được đã huy động được 25% so với con số sát kép. Dự án này thì là về kỹ thuật số của bạn sẽ làm cho sự bất tử thành hiện thực kỹ thuật số. Các bạn như là white paper và các bạn có thể tải về để tham khảo ngay bây giờ. Lợi ích của ứng dụng Uncollab: khả năng tạo ra một digital hàng trăm trường hợp sử dụng, làm việc suốt đời và vừa ra ngoài. Có thể sử dụng mã thông báo cho việc thanh toán dịch vụ in-app, được giảm giá trên dịch vụ của bank-app, có thể sử dụng ứng dụng của bank-app sớm hơn tất cả các ứng dụng khác. Bean-app là trí tuệ nhân tạo sẽ được dữ liệu lớn, công nghệ blockchain sẽ được bất biến và kể từ khi kỹ thuật số, cho phép người dùng để bảo tồn và chia sẻ những đặc điểm thiết yếu và cá tính của họ lâu sau khi cái chết của họ. Tham gia với chúng tôi trên hành trình này hướng tới ngày mai và hướng tới vĩnh cửu, đây là bất tử của bank-app. Như đã thấy, các bạn có thể tìm kiếm về thông tin dự án trên IBM, Bitcoin, Stemit, Skin Alpha, Longcast Chain, Bitcoin.com, Ethereum, WorkNew và các phần thông tin khác. Hiện nay đánh giá trên bảng xếp hạng Jack ICO đạt 4.8 điểm, số điểm rất cao. Thông tin về chương trình Token Sale: hiện nay đang trong giai đoạn đó là bán công khai vòng 1 với tiền thưởng là 25%. Con số token để bán là 70 triệu, tiền thưởng là 17,5 triệu và đóng góp tối thiểu là 50 đô. Vòng bán thứ hai thì sẽ chỉ còn thưởng là 20% và vòng bán cuối cùng là thưởng 15%. Đối với vòng bán đầu tiên thì bắt đầu từ 15 tháng 7 năm 2018 cho đến khi hết hết token hoặc 14 ngày của tháng 10. Hiện nay thì đối với dự án này thì việc mua Bank Pack Token và nhận ballot, các bạn sẽ có một chỗ giá của mỗi loại thông báo này là 0,12 đô. Cách thức hoạt động ứng dụng P-App đã có bản ứng dụng trên web iOS và Android. Áp dụng trí thông minh nhân tạo trên ví của bạn, tương tác truyền thông xã hội, giao tiếp qua email, thông tin lịch, tương tác với Bing App Trainer và các thức hoạt động khác. Hiện nay với trường hợp sử dụng tin nhắn tương lai, Crypto Testament, AI Gaming Bot, quản lý sinh nhật, vân vân. Quản lý phương tiện truyền thông, hẹn hò tự động, trợ lý riêng, avatar trò chơi trực quan, bạn bè kỹ thuật số, người quản lý mua sắm, người quản lý du lịch, công cụ tìm bạn bè, cố vấn sức khỏe và rất là nhiều các công dụng khác. Về kiến thức chung, kiến trúc blockchain, token economic, đây là một mã thông báo tiện ích được xác nhận bởi cơ quan giám sát tài chính liên bang. Mã thông báo tiện ích đó là bin-out. Mã thông báo tiện ích được xác nhận bởi cơ quan giám sát riêng tài chính được sử dụng thanh toán cho dịch vụ bank app, cung cấp cho người sở hữu quyền truy cập sớm hơn vào nền tảng. Với mã thông về phần phân phối mã thông báo và phân bổ ngân sách, sẽ có 69% dành để bán, chiến dịch bounty chiếm 5%, giới thiệu 2%, sử dụng Unlab trong tương lai là 7%, sử dụng nền tảng trong tương lai là 6%, team và future là 9%, đối tác và cố vấn là 2%. Sử dụng phần số tiền phân bổ ngân sách, 45% sẽ dành để nghiên cứu và phát triển, 20% cho nền tảng, 20% cho tiếp thị và mua lại, 10% cho hoạt động và 5% cho pháp lý và tuân thủ. Lộ trình của dự án: ý tưởng ban đầu được đưa ra năm 2015. Qua các năm thì sang đầu năm 2018, chế phẩm ISO bắt đầu. Quý 2018, ISO pre-sale và chương trình bán công khai. Quý 4, ứng dụng di động Go Live sẽ bắt đầu.
Và hiện nay đến lịch trình cho năm 2024 sẽ là bản sao kỹ thuật số vô lai của tính năng thoại sẽ ra đời. Về đội ngũ của dự án, ông Chris Tanmat là đồng sáng lập và giám đốc điều hành. Ông đã có kinh nghiệm làm việc từ khi 20 tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển phần mềm. Sau 10 năm làm việc cho Microsoft trong bộ phận bán hàng cũng như trong vai trò quản lý, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm và đưa dạng được ý tưởng này. Đồng sáng lập thứ hai đó là ông Volkan Rimac, giám đốc điều hành và kiến trúc trưởng của TechTrend. Và rất nhiều các thành viên khác với những kinh nghiệm 5 năm việc, 17 năm, 12 năm, 5 năm. Đội ngũ cố vấn của dự án. Về các sự kiện dự án đã tham gia như là sự kiện ở Tokyo, sự kiện ở TP, sự kiện Token 2049 và tháng 3 ở Hồng Kông, Blockchain tại Berlin, Đức, vân vân. Để nhận thêm những thông tin chi tiết mới nhất về dự án, các bạn có thể theo dõi trên Telegram, Twitter, Facebook, In này, hoặc là Lighted, BitKey Talk, vân vân. Cảm ơn các bạn lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.